Khi được hỏi rằng trong lịch sử của eSports, ai là người chơi xứng đáng được gọi là giỏi nhất, những cái tên xuất hiện trong đầu bạn có thể là Yo Hoàng Lim, Jay Ho Jang, Kuroki, Fallen, Treecap, những huyền thoại của StarCraft, Warcraft, Dota 2, Counter-Strike và eSports. Có rất nhiều người chơi giỏi, nhưng chỉ số ít, rất ít trong số đó có thể vươn tầm trở thành những cái tên vĩ đại của bộ môn mà họ theo đuổi. Để trở thành người chơi giỏi nhất, họ phải đấu tranh, phải chứng minh khả năng của mình bằng cách vượt qua những đối thủ khác. Không gì thực tế hơn việc chinh phục những danh hiệu cao quý, đó chính là minh chứng đanh thép nhất cho tài năng và sự nỗ lực. Trong thế giới của League of Legends, có một cái tên khác biệt hơn cả. Trong suốt sự nghiệp, anh chưa từng chạm đến một chiếc vô địch thế giới nào, nhưng luôn được tôn sùng như một vị thần của Liên minh huyền thoại. Tài năng của anh đã vượt qua những giới hạn của sự hiểu biết về trò chơi, khiến người ta mê mẩn. Anh chưa bao giờ đạt đến đỉnh vinh quang của một trò chơi 5 người, nhưng lại nhận được sự tôn kính tuyệt đối với kỹ năng cá nhân thượng thừa. Anh là God Mad Life. Mad Life, tên thật là Hong Min-gi, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1992 tại Hàn Quốc. Min-gi tiếp cận với trò chơi điện tử từ rất sớm. Anh đã chơi StarCraft từ năm 7 tuổi. Anh cảm thấy mình hợp với thể loại game Aeon of Strife. Vì vậy, khi được một người bạn giới thiệu League of Legends vào tháng 9 năm 2010, anh ấy bắt đầu chơi. Dù tiếp xúc với game muộn hơn rất nhiều so với những tuyển thủ cùng thời, nhưng Mad Life sớm bộc lộ tố chất hơn người. Ít ai biết rằng vị tướng đầu tiên mà Mad Life sử dụng là Akali. Vai trò đầu tiên anh ấy yêu thích là Ad Carry. Nhưng bắt đầu chơi chuyên nghiệp, Mad Life đã chuyển sang hỗ trợ. Đội ngũ chuyên nghiệp đầu tiên của Mad Life là Mick Frost. Giải đấu đầu tiên mà Mick Frost tham gia là Azubu The Champions Spring 2012. Họ đã chơi tốt nhưng cuối cùng lại rơi vào trận chung kết và để thua trước đội anh em Mick Blaze. Đối tác đường dưới của Mad Life khi đó là Locodoco rời đội ngay sau đó và Wong trở thành ad carry mới của Mad Life. Frost và Blaze đều được Azubu mua và tham gia vào Azubu The Champions Summer 2012. Với một đội hình mạnh mẽ, Frost cuối cùng đã càn quét CLG EU trong trận chung kết và trở thành nhà vô địch LCK. Họ tiến đến giải vô địch thế giới mùa 2 với tâm thế là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất. Nhưng dù được đánh giá cao hơn, Mad Life và các đồng đội không thể ngăn cản TFA với nên câu chuyện thần thoại của họ. Azubu Frost ngậm ngùi nhìn một TFA vô danh nâng cao chức cúp vô địch Liên minh huyền thoại thế giới mùa 2 ngay tại Garland Center. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Mad Life đến gần với danh hiệu cao quý này đến thế. Vào đầu mùa 3, Mad Life và Frost tham dự IEM Season 7 Global Challenge Katowice nhưng đã thua trong trận bán kết 0-2 trước Gambit Gaming. Không lâu sau đó, họ đi đến trận chung kết giải Olympus Champions Winner 22-23 nhưng tiếp tục để thua 0-3 trước Nargensaur. Đến như giải IEM Season 7 World Championship, một lần nữa họ lại có mặt ở trận chung kết. Dù rất cố gắng nhưng Mad Life không thể giúp đồng đội của mình giành chiến thắng. Đối thủ lần này lại chính là Blaze và Frost để thua 1-3. Wong rời đội và sau đó là Amaz trở thành đồng đội mới của Mad Life ở đường dưới. Mad Life đã được bình chọn để tham dự All-Star Shanghai 2013, nên anh và các đồng đội của mình đã lên ngôi vô địch, giành thêm một vị trí cho Hàn Quốc tại giải vô địch thế giới mùa 3. Tại Olympus Champions Spring 2013, Frost tiếp tục thất bại trước người anh em Blaze trong trận bán kết và để thua SKT T1 Team 2 trong trận đấu trận 3-4. Sau đó, Amaz đã được thay thế bằng Space trong vai trò ad carry của Team Frost. Giải đấu tiếp theo của họ là Champions Summer 2013, nhưng Frost một lần nữa gây thất vọng khi chỉ đứng ở vị trí thứ tư. Mad Life và Frost buộc phải tham dự vòng chung kết khu vực Hàn Quốc mùa 3 để giành vé đến chung kết thế giới, nhưng tham vọng này bị dập tắt bởi Bullet ngay tại vòng 2. Mạch thất bại tiếp nối dài với Frost khi họ bị loại khỏi vòng tứ kết Pandora TV Champions Winner 2013-2014 0-3 bởi Samsung Ozone. Frost đủ điều kiện cho IEM Singapore, nhưng họ lại tiếp tục thua trong một trận chung kết trước Invicted Gaming. Năm mới đã không có được khởi đầu tốt đẹp cho Frost khi họ phải dừng chân ở tứ kết giải LCK mùa xuân khi đã thua 1-3 trước Samsung Blue. Tình hình còn tồi tệ hơn ở giải mùa hè, Frost đã không thể tham dự vòng playoff và không đủ điều kiện tham dự vòng chung kết khu vực Hàn Quốc mùa 2014. Với những thay đổi trong quy tắc mới của giải LCK 2015, CJ and Touch đã buộc phải kết hợp Blaze và Frost đã thành một đội tuyển duy nhất. Nhưng vị trí của Mad Life và Space trong đội hình chính thức vẫn không thay đổi. CJ and Touch được mời đến IEM Katowice vào tháng 3 năm 2015. Họ đã kết thúc ở vị trí thứ 5 trên 6 sau khi đánh bại Gambit Gaming, sau đó để thua Team Solo RE và Team Wii. CJ đã tham gia Spino Champions Spring 2015 khi họ thua trong trận bán kết 2-3 trước SK Telecom T1. Max được triệu tập lên đội hình xuất phát trước khi bắt đầu Spino Champions Summer 2015 để chia sẻ vị trí hỗ trợ với Mad Life. CJ xếp thứ 3 sau vòng bảng,
nhưng đã thua 0-3 trước Cool Tigers. Ở trận đấu thứ hai của vòng playoff, CJ có đủ điểm tích lũy để tham dự vòng chung kết khu vực Hàn Quốc mùa 25, nhưng MetLife lại tiếp tục lỡ hẹn với chung kết thế giới sau khi đã thua 2-3 trước Jena Green Wings. CJ sau đó đã tham dự K-Spa Cup 2015 nhưng lại tiếp tục để thua 0-3 trong trận chung kết trước Ever. Tại giải mùa xuân LCK 2016, CJ đã xếp thứ 8 chung cuộc khi chỉ đạt được hiệu số 80 sau giai đoạn vòng bảng. CJ Anthus đã có một màn trình diễn rất tệ trong mùa hè LCK 2016 với hiệu số là 35, mặc dù đội thường xuyên sử dụng người thay thế ở các vị trí khác nhưng MetLife luôn có mặt trong đội hình xuất phát của CJ. Kết thúc mùa giải, họ chỉ xếp ở vị trí thứ 10 chung cuộc và buộc phải tham gia vào vòng trụ hạng. Ở trận đầu tiên, CJ đã bị Condo Monster đánh bại 2-0 và bị đẩy xuống nhánh thua. Tại đây, họ đã đánh bại Spano 2-0, nhưng sau đó đã thất bại hoàn toàn trước ESC Ever. Điều này đánh dấu lần đầu tiên một đội tuyển cấu thành giải đấu ban đầu bị rớt khỏi LCK. Ở mùa giải 2017, sau khi CJ Anthus xuống hàng từ LCK, MetLife rời đội và nhập Team Gold Coin United để thi đấu trong NACS Spring Split 2017. Sau hai lần thất bại liên tiếp để giành suất thắng hàng LCS, MetLife rời đội vào tháng 11. MetLife trở về Hàn Quốc sau khi rời Gold Coin United. Anh đã đàm phán với nhiều đội từ các khu vực khác nhau, bao gồm Hàn Quốc, châu Âu, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không hài lòng với bất kỳ lời đề nghị nào và quyết định chuyển sang Stream một thời gian. Ngày 19 tháng 6 năm 2018, MetLife tuyên bố giới từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. MetLife đã chơi Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp trong 7 mùa giải, trở thành một trong những tuyển thủ gắn bó nhất với tựa game này tại Hàn Quốc. Anh đã chinh chiến qua rất nhiều giải đấu lớn nhỏ trong suốt sự nghiệp và gặt hái được khá nhiều thành công, dù nó vẫn chưa thực sự tương đối với tài năng của anh. Với bề dày kinh nghiệm trong vai trò hỗ trợ, Minji sở hữu một đại tướng đa dạng và thuần phục. Anh được tôn vinh như một vị thần trong vai trò hỗ trợ với những vị tướng như Thresh, Blitzcrank. Anh cũng là người khai phá ra xu hướng sử dụng những vị tướng pháp sư như Lux, Zira, Morgana trong vai trò hỗ trợ. MetLife sở hữu cho mình khả năng phán đoán và tầm nhìn thượng thừa. Anh nổi tiếng với những tình huống định hướng hack não đối phương, nhưng phải xử lý hoa mỹ và điêu luyện. Người ta yêu quý và tôn thờ anh đến mức cho rằng đội tuyển của anh, MRG, Nick, là viết tắt của MetLife is God. Mỗi khi chứng kiến một pha xử lý đỉnh cao của anh, người tôn sùng anh thậm chí đã nói, "Nah man." Kỷ lục 80% số phiếu bình chọn cho MetLife tại All-Star 2012 đã chứng minh cho việc mọi người hâm mộ anh như thế nào. Trước khi tên tuổi của MetLife được biết đến, vị trí không phổ biến nhất sau khi phát hành Liên minh huyền thoại chính là hỗ trợ, một vai trò nhàm chán và không có ảnh hưởng nhiều đến trận đấu, trong khi các vị trí khác tận hưởng cảm giác hồi hộp khi săn đuổi hoặc so kè tay đôi với đối thủ. Hỗ trợ chỉ có thể trải nghiệm sự hài lòng gián tiếp khi giúp đội có được lợi thế. Trong suy nghĩ của nhiều người, hỗ trợ sẽ là những người có kỹ năng thấp hơn những vị trí còn lại. Và dù có cố gắng như thế nào, thì những đóng góp của hỗ trợ thường không được coi trọng. Có rất nhiều lý do để mọi người không thích, thậm chí là ghét vị trí này. Tuy nhiên, kể từ khi MetLife xuất hiện, anh đã minh chứng cho khán giả thấy rằng một hỗ trợ xuất sắc sẽ ảnh hưởng như thế nào đến trận đấu. MetLife đã phá vỡ những quy tắc lỗi thời về cái cách mà một người hỗ trợ sẽ chơi. Chỉ trong 0,5 giây, gió mùa của anh ấy sẽ thổi bay Onti Galio trong tay CLG, Hotshot GG tại đấu trường Liên minh huyền thoại đầu tiên, OnGanet LOL Invitational. Lá chắn mà anh ấy đã tạo ra cho Cassiopeia của Rapid Star đã mang đến chiến thắng cho đội tuyển. Những gì mà MetLife thực hiện đã phá tan mọi kỳ vọng về cách hỗ trợ nên chơi. MetLife đã cho thế giới thấy thế nào là một hỗ trợ đánh đổi. Trong trận chung kết LCK mùa hè 2012, những cú kéo của Blitzcrank trong tay anh dường như là một chiêu thức chỉ điểm chứ không còn là một kỹ năng định hướng. Với một cú kéo trúng đích, trận đấu đó giống như một sân khấu và anh là ngôi sao sáng nhất. Bên dưới, khán giả mê mẩn bởi những màn trình diễn tuyệt vời. MetLife từng nói với người hâm mộ rằng hỗ trợ không phải là vai trò cho những người có ít kỹ năng hơn, mà là một vị trí tiềm ẩn với tiềm năng lớn nhất. Anh chính là niềm cảm hứng vô tận để người ta cảm thấy yêu vai trò hỗ trợ. Cũng từ đó mà Liên minh huyền thoại sau này đã sản sinh ra những tuyển thủ thành danh với vai trò này. Nhưng thật nghiệt ngã, kẻ được tôn vinh như một vị thánh sống lại luôn bị thành công từ chối hết lần này đến lần khác. Suốt những năm tháng dài đằng đẵng trong sự nghiệp của mình, MetLife chưa bao giờ được kề vai sát cánh với một xạ thủ xứng tầm. Kể cả khi được sánh bước bên cạnh GodLife như là Lokodoko, Wong hay Space, không ai trong số họ từng được đánh giá là một trong những xạ thủ top đầu. Ngay cả trong thời kỳ đỉnh cao của mình, CJ khi ấy cũng chưa từng một lần thành công trong việc giành lấy danh hiệu cao quý nhất ở đấu trường quốc nội trước khi những thế lực mới như SKT hay Samsung thống trị giải đấu này. Sau những khoản đầu tư không đem về trái ngọt, ban lãnh đạo CJ đã quyết định đã đến lúc đội cần phải có một sự thay máu triệt để. Và khi những người đồng đội lâu năm nhất lần lượt rời đi, MetLife vẫn ở lại và nhận trách nhiệm làm ngọn đèn soi sáng và dẫn dắt những con người mới trên con đường đưa đội tuyển tìm lại ánh hào quang. Mặc dù vậy, dù cho những đổi thay và cố gắng, tất cả những gì mà họ nhận lại vẫn chỉ là con số 0. MetLife có lẽ
đã có được cho mình rất nhiều danh hiệu cao quý khác. Sự nghiệp của anh có thể sẽ còn vĩ đại hơn nếu như anh tìm kiếm cho mình một đội tuyển xứng tầm, một người bạn đường cùng đẳng cấp. Nhưng những cám dỗ tiền bạc và danh hiệu, Minji đã lựa chọn sự thủy chung. Đã từ rất lâu rồi, người ta quen dành cho những nuối tiếc và bi ai nhiều hơn là những lời khen và tán tụng. Nalive là vị anh hùng thất thế, là phím đàn sau cùng trong bản trường ca về một quá khứ kiêu hùng của đế chế CJ. Chính tình yêu đến mù quáng dành cho CJ để níu giữ đôi chân của người hỗ trợ vĩ đại. Người hâm mộ luôn dành cho anh một tình yêu khác biệt, bởi nét buồn trong chính sự nghiệp của Nalive khiến nhiều người nuối tiếc và thương cảm. Họ thương anh bởi nhân cách thủy chung, bởi sự lỡ làng, bởi những công hiến âm thầm chẳng mong được đền đáp. Trên tất cả, Nalive đại diện cho lòng trung thành, sự khiêm nhường và những nỗ lực bền bỉ, những thứ dễ bị lung lay và lu mờ bởi sức mạnh của vật chất trong thời đại kim tiền. Không cần được tô điểm bằng những danh hiệu to lớn, Nalive cái tên vẫn luôn sẽ sáng rõ bởi những khoảnh khắc anh làm cho thế giới kinh ngạc và cứ ngồn ngột như chỉ vừa mới hôm qua. Niềm cảm hứng từ Nalive sẽ luôn được truyền mãi, câu chuyện huyền thoại về anh sẽ luôn được nhớ mãi. Sau cùng, anh sinh ra không phải để trở thành kẻ chinh phục vĩ đại, mà là một đấng sáng tạo quyền năng. Mata thật xuất sắc, nhưng Nalive là thần, Faker là quỷ, còn Nalive là chúa. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you play for reaching greatness, relentless you survive. Yeah.